Giải mã tại sao con người lại hay soi mói và nhìn thấy cái sai của người khác. Trong cuộc sống, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy cái sai ở người khác khi cái sai đó vẫn còn nguyên bên trong bản thân mình. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy cái xấu xa của người khác khi cái xấu xa đó nó vẫn còn nguyên bên trong tâm trí mình. Nếu như tâm trí của bạn được gột rửa hoàn toàn những suy nghĩ không tốt, những suy nghĩ ích kỷ, những suy nghĩ xấu xa về người khác, thì khi ấy, người khác mắc lỗi bạn cũng sẽ xề xòa và dễ dàng bỏ qua. Khi những suy nghĩ tiêu cực, suy nghĩ đố kỵ còn nguyên bên trong tâm trí của bạn thì nó đang tỏa ra một cái lực hút để hút những cái điều xấu xa đố kỵ tương đồng như vậy đến từ mọi phía, từ môi trường xung quanh về phía bạn. Khi bạn dùng một ngón tay để chỉ về người khác, phán xét đánh giá người khác là người này xấu xa như thế này, người nọ tệ như thế kia, thì chúng ta thấy rất rõ ràng rằng một ngón tay chỉ về phía người khác thì có đến ba ngón tay đang tự chỉ về phía mình, tự đánh giá và phán xét chính mình. Cho nên bài học rút ra ở đây là gì? Là khi chúng ta phán xét người khác là chúng ta cũng đang tự đánh giá phán xét chính bản thân mình. Mỗi một người chỉ nhìn thấy những điểm đáng yêu và dễ thương ở người khác chứng tỏ tâm người đó rất sáng. Tất cả những điều tích cực tốt đẹp đang có sẵn bên trong con người của họ thì họ mới có thể khơi dậy và nhìn thấy được những điểm tích cực và tốt đẹp từ người khác. Hãy học cách yêu thương, tôn trọng và biết ơn người khác. Bởi vì khi bạn yêu thương, tôn trọng, biết ơn người khác là bạn cũng đang yêu thương, tôn trọng chính bản thân mình. Nếu như bạn chưa biết cách làm như thế nào để yêu thương người khác, để thực hành biết ơn người khác, để tâm mình luôn bình an, luôn vui vẻ, hạnh phúc, sung túc đủ đầy trong cuộc sống, thì hãy liên hệ ngay với Yến để có được giải pháp tốt nhất cho chính mình bạn nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi.